Sáng ngày 19 tháng 1, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 tại Việt Nam Quốc tự. Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, cùng chư tôn giáo phẩm thành viên Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Phật giáo thành phố, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 ban trị sự quận huyện. Các cơ quan nhà nước có ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy thành phố và đại diện các cơ quan thành phố quận 10. Mở đầu hội nghị, Hòa thượng Thích Trí Quảng đã phát biểu khai mạc. Hòa thượng đã nhấn mạnh lại sự cơ cấu nhân sự trẻ kế thừa trong ban trị sự nhiệm kỳ này. Trong một năm vừa qua, chúng ta thấy các tăng ni trẻ của thành phố đã chứng tỏ được cái năng lực của mình, cho nên tạo được một số những cái thành tích đáng kể, nhất là cái mặt mà ổn định sinh hoạt của tăng ni thành phố cũng như các quận huyện, và thứ hai là đẩy mạnh được cái mặt công tác từ thiện đạt cái chất lượng cao. Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, thông qua báo cáo hoạt động Phật sự năm 2018 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Theo đó, trên cơ sở nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2017-2022 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của Phật giáo thành phố, năm vừa qua, các hoạt động Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận huyện, báo Giác ngộ, tăng ni Phật tử các tự viện, các cơ sở từ thiện xã hội trực thuộc đạt được những kết quả khả quan trên các mặt: hành chánh giáo hội, tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, tư thiện xã hội, pháp chế. Các hoạt động chuyên sâu như an cư kiết hạ, bồi dưỡng hành chánh giáo hội và trụ trì, đại giới đàn truyền giới được Giáo hội thành phố chú trọng. Công trình xây dựng kiến thiết tại Việt Nam Quốc tự gần hoàn thiện, bảo tháp Đà Bảo đạt 65% khối lượng công trình, bát bửu Phật đài đang hoàn tất phần xây dựng thô đúng tiến độ thi công. Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, trình dự thảo hoạt động Phật sự năm 2019, gồm 19 điểm dựa theo nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố khóa 9, bám sát các hoạt động Phật sự trọng tâm của Trung ương Giáo hội năm 2019. Đặc biệt, đặt trọng tâm các Phật sự, tổ chức Pháp hội Dược sư đầu năm Kỷ Hợi, tổ chức Đại lễ Vesak 2019, an cư kiết hạ, đại lễ Vu Lan, khánh thành tháp Đa Bảo, xây dựng khu vực tượng đài Quán Thế Âm trong khuôn viên Việt Nam Quốc tự, tiếp tục triển khai hành chánh điện tử, ra soát quản lý tăng ni tự viện. Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt Trung ương Giáo hội công bố quyết định tặng bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến tập thể Ban trị sự thành phố. Các ban chuyên môn và các cá nhân đã tích cực đóng góp trong các hoạt động Phật sự của thành phố. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tấn Ngời đánh giá cao các hoạt động Phật sự của các cấp giáo hội thành phố trên các lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động từ thiện xã hội. Thông qua các chương trình từ thiện xã hội, thể hiện tinh thần phụng sự nhân sinh của Phật giáo, thể hiện tính nhân văn, góp phần cùng chánh quyền chăm lo cho bà con thành phố có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là chương trình giúp đồng bào nghèo trong dịp Tết sắp đến. Ban đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Trí Quảng thay mặt chư tôn đức chứng minh đã tán thán sự tích cực của chư tăng ni trẻ thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, các ban chuyên môn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận huyện, tăng ni Phật tử. Hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở làm việc của các ban trị sự quận huyện bên cạnh việc xác lập xong các cơ sở công sản của Giáo hội thành phố. Năm 2019 nó còn những cái vấn đề vô cùng quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã có được 3 cái cơ sở mà Ủy ban Nhân dân thành phố giao, tức là Việt Nam Quốc tự, Bát Bửu Phật đài và Chùa Phổ Quang. Đó là cơ sở của thành Hội Phật giáo chúng ta. Cái này đã trở thành là công sản và vĩnh viễn là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tức là không bổ nhiệm trụ trì, mà đó là công sản
của ban trị sự để hoạt động của toàn thành phố. Đúng. Đó là cái điều mà quan trọng. Đúng. Cho nên đây là cái bước khởi đầu rất quan trọng. Khi chúng ta có những cái cơ sở vật chất rồi thì từ đây chúng ta phát triển lên chắc chắn nó ổn định. Và từ chỗ này chúng ta có cái tầm nhìn cho năm 2019 và sau đó, tức là tôi cũng kêu gọi tất cả các quận huyện của chúng ta bây giờ trở thành một cấp cơ sở của giáo hội. Cho nên cũng có thể tìm đất hay là tìm chùa để mà xây dựng cơ sở vật chất gọi là vĩnh viễn cho cái cấp quận huyện của chúng ta. Thì lâu nay chúng ta có thể có một số các cái chùa mà đáng lẽ là chúng ta làm trụ sở cho cái cấp quận huyện được, nhưng mà rồi đó, thì lại là chúng ta bổ nhiệm trụ trì. Mà bổ nhiệm trụ trì thì cái trường hợp này gần như là cái cơ sở đó nó độc lập mà quận huyện cũng không có trụ sở. Tại hội nghị, Hòa Thượng trưởng ban trị sự cũng đã lấy ý kiến biểu quyết đại biểu thông qua chương trình hoạt động Phật sự Xuân Kỷ Hợi. Vấn đề chuyển đổi khu tháp cũ thành công viên Bồ Tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự. Chư Tôn Đức tham dự đã đồng tán thành biểu quyết thông qua.